Nhưng mấy anh em mình lắc thúng được không? Cũng được, không bằng mấy anh đây ha. Mấy anh đây chuyên nghiệp rồi. Đây có mặc áo biểu diễn thúng. Mới bảo dưỡng luôn đó, là quét dầu rái lại đó ha. Đây có biểu diễn truyền thống đây. Ở đây có khách nào mà chơi truyền thống xong rồi nhúng xong rồi nôn tại chỗ không? Ít lắm hả? Đây bây giờ coi biểu diễn truyền thống đây. Rồi xong, một em ham ăn. Đây là ba. Wow. Rồi dứt nhau rớt xuống luôn. À, chắc ham ăn lắm rồi nè. Khách đây không? Thấy. Khách đây đó. Đã lắm quý vị. Thấy này à? Bây giờ mình xuôi theo hướng kia về đúng, đúng không? Rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ông ấy mình nghỉ tay đi để mình. Nghỉ tay đi. Đụng cái đụng 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 đụng. À, đụng, sợ đụng nữa. Wow, đứng lên được không? Mình đứng được không? Tới đi. Rồi, nhường đường ưu tiên. Đúng rồi, nhường đường đi. Rồi, ai qua đây, ô tim ơi. Ai qua đâu đi, cho bay đi. Bên kia mấy khách đại hàng vui quá ha. Dạ xin được kính chào quý vị cùng quay trở lại với em. Đây là phố cổ Hội An. Quý vị đang nhìn thấy rất là nhiều những cái chiếc thuyền thúng như thế này. Đây là một cái tour du lịch đi trên sông và tham quan vườn dừa bảy màu, vườn dừa bảy mẫu thưa quý vị. Rất là đông vui náo nhiệt luôn. Một vé ở đây người lớn là 280.000, trẻ em là 140.000. Đi trong vòng khoảng 45 phút đến 1 tiếng đồng hồ. Vui ha. Đi ba, em xuống đây cho ba. Em đi với ba nha, ba đi với mẹ hay sao? Con đi với mẹ. Con đi với mẹ đúng không? Hồi nãy con quyết định là đi với ba thôi nhưng mà con đi với mẹ. Phải có người lớn kèm. Đi qua một cái cây cầu gỗ như thế này. Ba đi trước đi. Wow nhỉ. Này nhìn vui quá ha. Ở đây có nhiều cái chỗ họ làm dịch vụ lắm quý vị. Mỗi cái chỗ cầu cảng thì ra là mỗi cái chỗ xuất bến đó. Ở đây thấy đàn ông, đàn bà đều làm nghề lái thúng. Bây giờ là tầm 4 giờ chiều. Đây là một cái tour rất là thú vị khi đến tham quan Hội An. Ba em ơi, bye bye em, thích không? Rồi ba xuống trước.
Ồ, thúng đây có nệm rồi ngồi nữa ha, đã ha. Ngồi bên kia kìa, ngồi bên đây nè. Rồi, em ngồi đây. Xong đây xong thu bồn không anh? Xong thu bồn. Chiều nay nước cạn ha. Dạ, nước đã xuống. Là chiều nào cũng vậy hay là mùa này anh? Dạ, mùa này nó có mấy ngày. Mấy ngày thôi. Một tuần là cái gì nó cạn. 3 tháng hè. Dạ. Mình ở Nha Trang miền Trung thôi. Cái này là vườn dừa 7 mẫu hả anh? Cái này là vườn dừa 7 mẫu hả? Rừng dừa 7 mẫu. Ồ, vui quá ha. Hello. Cái tour này xuất phát từ năm nào vậy anh? Ai nghĩ ra cái này hay quá ha. Ồ, vui quá, vui quá. À, giống như chơi thuyền đụng nữa, vui quá ha. Quá trời vui luôn. Ở đây người Hội An xuất sắc quá, ai cũng nói được tiếng Anh và rất là giỏi luôn. Nói những người như tụi em nói được chút ít thôi. Chút ít thôi hả? Dạ đúng rồi, chứ những người mà giỏi là ở trên bờ rồi. Chút ít của tụi anh là cũng đủ làm người ta ước ao rồi. Ở đây mấy lần rồi? Em hả? Ừ. Em là 2012 em ở đây 1 tuần. Rồi bây giờ là 12 năm rồi trở lại đây đó. Ý là tại chứ. Ý là gốc là Nha Trang luôn. Gốc Nha Trang luôn. Em ơi. Thích không? Vui không? Vui ha. Hai cháu đúng không? Hai cháu. Con trai đúng không? Dạ. Con mấy tuổi rồi? Dạ con 12 tuổi. Em con mấy tuổi? 8 tuổi không? Con 5 tuổi. 5 tuổi rồi. 5 tuổi mình lớn như vậy. Đã không mấy? 2019 hả? 2019 á. 19 à. Ồ đẹp quá ha. Đúng không? Tưởng heo đúng không? Lại con tưởng heo đúng không? Dạ. Cái đó là nãy giờ họ đi, bây giờ họ về đó ha. Đúng rồi, họ về đó anh. Trời mình cứ đi ra. Ồ. Chờ chậm 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 ra kia cũng kẹt đường ha. Tôi này vui không mẹ? Thú vị ha. Thú vị đúng rồi. Ở đây thuộc huyện nào hay là? Ở đây là xã Cẩm Thanh, tỉnh Quảng Nam. Xã Cẩm Thanh, tỉnh Quảng Nam. Thuộc tỉnh Quảng Nam. Tỉnh chứ không có huyện. À. Huyện là thành phố Hội An. Ồ. Quảng Nam là hai thành phố, Tam Kỳ và Hội An. Xong thu bồn. Cái này là cách nhánh thôi. Nhánh này. Anh bỏ tay nào anh? Cái này là mấy anh em mình tự làm riêng hay là mình phải làm cho tour du lịch nào không? Mình làm họ liên kết với mình. Mình làm họ là chủ họ. À họ là chủ họ thuê mình. Thúng là mình thúng là của họ luôn. À thúng của mình. Ờ, mình chạy hợp đồng đó. Không phải luôn. Là thường ăn lương tháng hay sao? Ồ. Để mà xin được việc ở đây là phải có thúng. À. À có biển số luôn ha. Ồ có biển số luôn. Còn không có biển số là họ cũng cho anh làm, không cho anh nhận khách. Ồ ồ.
có bằng lái không? Có bằng lái luôn. Có bằng lái luôn. Ồ, có bằng lái là sẽ cấp bản số đó. Hay quá, hay quá. Ồ, giống như đăng kiểm vậy đó. Đúng rồi, cái này liên quan đến sông nước thì phải có an toàn giao thông nữa. Ồ, nước lớn là phải mặc áo phao. Khúc xa xa trên kia đông quá trời đông luôn. Cái này là tính ra cũng phải hàng trăm mấy anh em lái thúng chứ ha. 2.000 chiếc thuyền. Wow. Nhưng mà để hoạt động hết công suất là một lúc là 2.000 người không, trên sông luôn. Không, tùy theo anh. Công ty họ với công ty đông đồ kia, người ta đông đồ kia. Ồ. Đó bây giờ người ta đậu thì ồ ồ hiểu rồi, hiểu rồi. 2.600. 2.000 thôi. Hồi trước mấy anh em cũng hay nói vui là một chuyến du lịch Singapore miễn phí bằng thuyền thúng. Tức là leo lên thúng lắc tới Singapore thôi đó. Ủa cái thuyền kia được chạy hả? Nó chạy qua rồi trao nước nó ấy làm sao ta? Ồ. Ngay thành phố luôn, ngay quảng trường luôn. Như anh làm nghề này là bao nhiêu năm rồi? 5 năm. 5 năm. Ở trong đó họ bảo là miễn mà đúng không? Đúng rồi. Cái này 2012 là đã có cái dịch vụ đây chưa? Hình như chưa đâu. 13 mới có đúng không? Hàng gì? Đúng rồi. Em ơi, vui không? Mới tới trưa nay, mai là đi Huế rồi. À, đi Đà Nẵng trước ở 3 ngày. Đúng rồi, đúng rồi. Cái này là dừa nước hay dừa sao đây? Dừa nước đó ha. Dừa nước giống kiểu miền Tây đó ha. Cái trái nó ăn được đúng không? Đây, cái trái là người ta đem đi bán và nhiều lắm nè. Mẹ mẹ, mấy cái trái dừa này đi ngoài đường thấy người ta hay bán đó. Ồ, cá luôn. Ồ. Ồ, ồ. Hèn gì nãy thấy chút nữa đi tour xong là mời nghỉ ngơi uống nước. À. Cái này mình trèo đến điểm nào là quay về? Cũng gần đây thôi hả, chứ không có xa lắm ha. Ờ, ờ. Ở Hội An này đón lượng khách Tây phải nói là rất là đông luôn. Mùa này là ít. Ờ. Vì nó khí hậu mát, khi mà học sinh học lại là bắt đầu nó luôn. Ồ. Đi một mình lẻ loi thế anh? Dạ. Yeah. Đi boa không được. Lớn quá. À. Cảnh đẹp quá ha. Tính ra là mấy anh bạn nước ngoài họ vui ha, lên đây họ ca hát rồi tạo ra một cái không khí thích lắm. Đây kính thưa quý vị, đi một cái tour thuyền thúng như thế này đó. Ở trên đây thì họ cấp cho mình một cái dù, áo phao với nón để khi mà trời nắng đó quý vị khỏi thành mực khô một nắng ha. Bây giờ thời tiết rất là mát mẻ rồi, trời cũng về chiều rồi, 4 giờ mấy rồi. À,
À, lúc trước mình làm du lịch, nhưng mà bây giờ thì mình đi quay vlog. Chỗ mình coi trên mạng thấy có cái chỗ mà mấy anh em tập trung lại xong rồi lắc thuyền thúng nữa ha. Giờ ra ngoài đó đó ha. Ồ. Cái này là tẻ nhánh. Chỗ kia là ra tới cửa biển không? Không ra tới cửa biển, nhưng mà mình nhìn thấy cửa biển. Ồ, là biển cửa đại đúng không? Chạy ra biển cửa đại đó. Ồ, đi vô đây nè mẹ. Đâu rồi? Đó, đi vô đây chỗ hẹp 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 đây nè, mới đẹp nè. Mệt không mày? Mệt không? À. Hay là mình nhập gia tùy tục đây. Mày cái chi mô? Wow, đứng lên được không? Mình đứng được không? Tới đi. Rồi nhường đường của Tiên. Đúng rồi, nhường đường đi. Rồi ai qua đi, ô Tiên ơi. Ai qua đâu đi. Bên kia mấy khách đại hàng vui quá ha. Ồ, vui quá ha, vui không ba? Thích không? Thích không? Còn thấy thích không? Ồ, vui quá ha. Mấy cái cảnh này giống cảnh miền Tây sông nước quá ha. Em đội nón này kìa. Cái đoàn của mình thấy hiền quá, không có ca hát là gì hết. Dạ chưa, đoàn mình chưa có. Đạp ro kia mình đãi, đãi vũ điệu đồ và cắn làm xài. Ồ vậy đó ha. Đãi ra rồi chút nữa. Mình có vũ điệu người kia, có quay thì cũng rồi vũ điệu hấp karaoke đây thì cũng. Ồ vậy đó ha, hay ha. Những vũ điệu đây sông nước là làm hết cho thứ nào. Ồ. Có cái hai là châu Á mà nó thích để nhóm, nhưng mà châu Âu là nó đi bình thường không có hát ca. Đúng rồi. Châu Á mình ví dụ như thằng Hà Quốc, thằng Đài Loan, Mã Lai rồi nó thích cái kiểu đó. Ba muốn chèo thử không con? Con ra phía sau đây nè. Ba ngồi giữa cho. Đây. Rồi. Đây con. Đây, chú chưa cho con cây dầm nữa nè. Ừ. Con có chèo theo hướng của chú không? Con chèo ngược lại là coi như là làm con bỏ tới. Đúng rồi đó. Đúng rồi. Cái chân. Ok. Sao thế nào đó, tăng tốc lên luôn, con nắm cái tay xoay lại, đúng rồi vậy đó, dễ chịu không? Sao thế nào
Mẹ, anh hai nè. Em chèo thử không? Em muốn chèo thử không? Thôi em ngồi xuống đi. Ồ, tới kia có bộ vui ha. Mỏi hả? Ba mỏi tay rồi, ba mỏi tay rồi. Ba chè mỏi tay rồi. Rồi bây giờ dễ rồi, con chở cái tay lại, chở cái tay này lại. Lật lại rồi, chèo cho nó dễ. Con phải lật cái mái chèo ra thế này nè, nó mới ăn nước. Đó, nghiêng vậy đó, đúng rồi, nghiêng vậy đó. Sao tôi đây vui không? Vậy nãy ai đòi ở nhà? Ồ, trên kia vũ điệu lắc thúng kìa. Rừng dừa 7 mẫu. Đây là chỗ check in đó ha. Rồi được rồi, cắt cái tay này. Trên đây đông vui ghê ha. Ôi cha, vui quá trời vui luôn, bà con cô bác ơi. Con han nhã, han nhã ngồi thủng lắm. Như mấy anh em mình lắc thúng được không? Cũng được, không bằng mấy anh đây ha. Mấy anh đây chuyên nghiệp rồi. Đây có mặc áo biểu diễn thúng. Ôi cha. Nó vừa tay chèo vừa kết hợp với chân nữa đúng không? Chân phải nhúng theo nữa. Đừng có bỏ tay ra ngoài nghe. Mấy cái thúng này mình có hay đi bảo dưỡng không? Mới bảo dưỡng luôn đó, là quét dầu rái lại đó ha. Đây có biểu diễn truyền thống đây.
Ở đây có khách nào mà chơi truyền thống xong rồi nhúng xong rồi nôn tại chỗ không? Ít lắm hả? Đây bây giờ coi biểu diễn truyền thống đây. Thôi không có thích cảm giác mạnh. Ở Nha Trang mình, kính thưa quý vị, ở Nha Trang có rất nhiều những cái dòng sông và cũng có dòng chảy cũng rất là đẹp. Nếu mà khai thác cái tour này giống như Hội An thì bảo đảm sẽ hút khách rất là nhiều luôn. Có những cái dòng sông thì bị cạn cho nên là bắt buộc dòng chảy nó cũng không có được tốt. Không có mua ói tại chỗ. Wow, vui quá ha. Em đội lên đây, ba quay phim cho đẹp ha. Hai lên, hai lên, hai rồi, quá trời đẹp luôn. Ờ biết rồi, ba biết rồi. Bên kia kìa ba, bên kia kìa, bên kia đang lát thúng nè. Làm gì ba, câu cá hả? Bây giờ mình tiếp tục đi tới nữa hả? Hay là dòng về chưa? À đi thẳng ra đây là biển cửa đại ha. Chú cha bên kia hát tiếng đại hàng luôn đó. Ở đây hát nhiều thứ tiếng đúng không? Phục vụ nhiều du khách đúng không? Đừng con chúng người ta đó con. Mỗi cái ụ đây là mỗi công ty khác nhau đúng không? Ờ. Đây kính thưa quý vị nào mà đang có mặt ở trên đây thì quý vị sẽ cảm thấy được một cái không khí rất là vui, rất là náo nhiệt.
từ đó mình đi đảo Cù Lao Chàm thì mất 15 à, đi Cù Lao Chàm đó. Ê, con nhẹ nhẹ đó, nó mất miếng màu là tiếng con câu luôn. Miếng màu này nè, tiếng con chung con câu với con cái cũng luôn. Đi học nhé. Làm gì cũng phải đi học cho con. Bên kia cái dù bay đó kìa. Dù bay kìa. À đang xin giấy phép thôi. Ờ. Đúng rồi, cái này loại hình mới mà dịch vụ ai lắm á. Đúng rồi. Rồi bắt đầu bên kia giải tán rồi. Bên đây giải tán rồi. Phải rồi, tự do đâu, người ta đang điều khiển để hạ cánh đó. Cái này ở đâu đây? Đã chuẩn bị lắc thúng nè. Đông quá trời đông luôn ha. Này đâu phải xuống nước đâu mà con dục kiểu đó. À câu cấy là cái con này là con cấy đó ha. Câu cua, câu còng rồi gì đây nè. Bà thấy không? Dưới kia kìa. Dưới cái khe đây nè, nó có cái con này thấy không? Nè, đây nè. Nhìn cho màn hình điện thoại nè, thấy không? À, thấy không? Dưới đó nó có cái con đó, con còng màu đỏ đó. Đi tới đó câu không? Thì để chú chèo vòng vòng đây, thấy con nào nó bò thì mình dụ nó mình câu. Đây là cái tour trong đi tham quan rừng dừa 7 mẫu bằng thuyền thúng thưa quý vị. Bây giờ là tấp vô đây để mà kiếm mấy cái con cái câu. Câu xong thả hả anh? Chết rồi. Thì con thả vô là cái cần, cái càng của nó kẹp vô đồ ăn. Xong rồi mình giật lên. Giật nhẹ nhẹ thôi, không phải như cá đâu. Giật mạnh quá nhiều khi nó gãy cái càng của nó, tội nghiệp. Thấy mấy cái lỗ không? Đó mấy cái lỗ đó đó. Nè mấy cái lỗ đây là mấy cái chỗ hang của nó đó. Nè đây nè, từ từ thôi, nhẹ nhẹ thôi. Chậm chậm thôi. Thả ngay lỗ luôn. Tự động nó tới nó ăn.
À, bên kia bắt được một con rồi kìa. Sợ chạy, từ từ nó ra. Cái này phải nhẹ nhàng thôi. Nó thấy động là nó chạy liền. Cái này ở đây kêu là con cái ha. Chỗ khác kêu con còng hay gì? Ồ, ngồi hế là món bún riêu đó hả? Ồ, là con này. Sợ nó chạy hết rồi. Thôi bỏ cuộc ha. Câu một con lấy thành tích chứ. Đó, được rồi đó. Xém được rồi. Đó, chuẩn bị nè ba. Rồi. Rớt lại. Rồi, rút kinh nghiệm không ăn nữa. Bị dụ lần thôi, không bị dụ lần thứ hai. Nữa kìa. Chờ nó xây mồi chút. Đây, ba rồi, rớt nữa rồi. Thôi không sao, vậy là vui rồi, được rồi anh. Sao ba cảm nhận trong cái chuyến tour này? Quá vui, quá đã luôn. Rồi xong, một em ham ăn. Đây nè ba. Wow. Rồi dứt cho nó rớt xuống luôn. À, chắc ham ăn lắm rồi nè. Ta câu người khác à, biểu mò vô làm chi. Sao kéo tới. Bóc thử không? Rồi rớt rồi. Rớt luôn. Không sao, đằng nào cũng phóng xanh đó mà. Nó mở tay luôn. Khách đây không? Thấy. Khách đây đó. Đã lắm quý vị. Thấy này hả? À? Bây giờ mình xuôi theo hướng kia về đúng không? Đúng rồi. Ông ấy mình nghỉ tay đi, để mình. Nghỉ tay đi. Đụng. Mấy giờ mới hết mà giờ này người ta vẫn xuất phát nè. 6:30. 6:30 là hết nhận khách ha. Chèo ngược luôn. Thì cái giấc này không biết chèo, nó quay vòng vòng thiệt chứ ha. Mà phía trước đây nè, mình lắc làm sao mà cái tay nó cứ chạy tới được mà hay vậy? Vì anh cứ để như này, cái lực cái tay anh lâu như cái người mình. Nhưng mà phải có lực đưa qua đưa lại, nhưng mà cái tay á, tay như mà mình vẫn. Đi mùn buồn vậy chị? Không có khách hả? Vừa ấy vừa lạ.
hơi cực một chút mà cũng tới. À, như đây gần đụng rồi, bẻ qua nè. Rồi, chúc gia đình mình đi chơi vui vẻ nha. Rồi, dạ. Cảm ơn anh lái đò. Cặp vô bên nào đâu? Bánh bên đây. Rồi, để cái máy thiền nó vô trước rồi mình vô. Một chuyến đi phải nói là rất là vui luôn thưa quý vị. Rồi bây giờ cặp bến thì để anh lái đò giúp ha. Bây giờ thì tiếp tục những vị khách khác đã lên thúng và mới đem đây lại tiếp tục làm nghề đưa đò. Tính ra trên dòng sông này là có khoảng 2.000 chiếc thuyền thúng nha quý vị. Và để di chuyển trên đây thì chắc số lượng còn phần nửa hoặc hơn. Tại vì cũng rất nhiều thuyền thúng đang neo đậu ở đây. Ở đây họ cũng phải thuê lấy bằng. Có bằng thì mới có bản số. Một chút chia sẻ rất là thú vị trong buổi chiều ngày hôm nay. Gửi đến quý vị cùng theo dõi du lịch Hội An. Du lịch bằng thuyền thúng và tham quan rừng dừa Bảy Mẫu. Rất là tuyệt vời. Một cái tour du lịch phải nói là rất là đặc sắc trên sông nước. Cảm ơn quý vị đã đồng hành. Chúc quý vị nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Đến đây thì cho phép em được nói lời kết thúc video. Hẹn gặp lại quý vị ở những clip sau. Chào tạm biệt, trân trọng.